Đây là mình đang ở Cape Bass, tức là ở đây là nó có cái chỗ đi tắm mà bằng cái suối nước nóng thiên nhiên của ở bên Hungary. Ở Hungary có rất là nhiều suối nước nóng và đây là một trong những cái đặc biệt là nó còn nguyên thủy ở trong chỗ cái vách đá luôn. Và đây anh xã đã đi vô rồi. Anh xã đã đi xuống nước rồi, đây lẹ quá vậy. Và ở đây là trong cái cave ha. Một hồi. Ok. Nước really warm. Anh ơi. Và ở trong cái hồ này, đây là cái đá thiên nhiên ha. Đá thiên nhiên. Là bây giờ mình đi vô hang. Đây là nước thiên nhiên. Nhưng mà ở trong đây á, là nó có 7 cái hồ khác nhau. Nhiệt độ nóng và lạnh, ấm và nóng khác nhau. Đây là những ngõ ngách. Ở trong đây á, nếu mà đi vô thì mình sẽ mua một cái vé đi vô cửa ha, là cỡ khoảng gần 20 đô hả? Gần 20 đô. Và ở trong đây có rất là nhiều dịch vụ khác nhau nữa. Massage bằng nước hoặc là tắm bùn cũng có. Và mình đã làm cái hẹn tắm bùn thì một hồi nữa mình sẽ phải vô. Mình chỉ quay ở ngoài này một cách tương đối thôi. Có rất là nhiều cặp vô đây. Đây là những cái nước nó chảy ra từ ở trong núi đá, là mình có thể thấy. Wow. Nghe tiếng róc rách róc rách. nhiều chỗ quá, làm sao biết đường để đi ra ta. Ở trong đó lại phải đi vô trong đó nữa. Cái này là đi ra được nè. Nó vô nhiều cái hồ khác nhau nữa đó anh. Cái này là nước là có rất là nhiều chất khoáng tốt cho sức khỏe. Thành ra có nhiều người tới đây để mà ngâm mình. Ở trong đây nó có bán cái vé là 4 tiếng cũng có, vé all day cũng có. Và chỗ này là chỗ mình đã book cái mát bám ở trong đây. Đi vô để tắm bùn á. Đây là những cái hương liệu của họ.
Và ở đây là tắm bùn thì người ta sẽ, và trong ở đây là được chỉ có 30 phút thôi ha, người ta đã chuẩn bị cái nước bùn sẵn lấy từ ở trong núi ra nhiều chất vitamin và tơ diamine. Rồi bây giờ mình sẽ vô. Dạ, tắm bùn nó chuẩn bị nước chống đè cho mình, xong rồi ở trong đây nó có chất bùn, mình sẽ tự bỏ vô, mình xoa hết người mình ở trong nước nóng, có nhạc nhẹ nhẹ, có tiếng nước chảy róc rách. Nước trong quá, xả trong luôn à. Thấy người đẹp. Mình đang đi vô trong hang á. Nước này là nước khoáng nha các bạn. Nhưng mà thật ra nếu mà nó làm cái khe giống như vậy á là cái chỉ có cái nguồn nước nó chảy ra thôi, chứ mà bây giờ cái khe này là nó sẽ không có còn, nó bị ảnh hưởng bởi cái môi trường rồi, nó sẽ không có còn nước trong đây nữa Không còn tự nhiên nữa hả? đâu. Mà mình thấy là nó có một cái lớp ở ngoài nó đóng bởi cái chất Lưu huỳnh, lưu huỳnh. lưu huỳnh. Đi lên đó coi, mình cứ đi lên đi hả? Nóng rồi hả? Đi qua đó, qua đó. Vào đây hơi tối ha. Bây giờ đi lên đây. Đi qua một cái khung trời khác nha. Ồ, nước ở trong chỗ này thì nó ấm hơn chút. Tự nhiên là sao nó có cái gì chứ, cái màng 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 này nè. Thì trong mấy cái hang mình thường thường mình thấy Đây nè coi đó, thấy nước nó tạo ra cái chất vôi nè, nước nó tạo ra chất vôi nha các bạn, nước ở trên chảy xuống à. Cái trong này giống như là cái mê cung vậy. Mình đứng đây á, cho nước nó dội giống như là mình bị được tắm bóp vậy. Nước nó chảy xuống mạnh lắm. Nước này là nước khoáng nha các bạn, nước thiên nhiên á, đấu lượng nước nó vô mà camera á.
nước nó chảy xuống mà nó đắp cái chất vôi á, đắp lên nè. Nó có tầng tầng lớp lớp, mình thấy nó tầng tầng lớp lớp vậy. À, giống như mê cung quá vậy. Dạ. À, cái này đi ra hồ bự. Bây giờ mình đi trở ngược lên trong ra. Ở trong mấy cái tường này nước nó rựng rựng nước ra nè. Thấy nước nó nhiễu trên đầu xuống à. Bây giờ mình qua một cái khung, một cái hồ khác nữa cũng mênh mông luôn á nha. Oh wow. Ừ, nước đây ấm hơn nước ở ngoài kia. Đi chứ. Bơi vào trong luôn hả? Ủa, đã quay ngược lại đó hả? Ừ. Lúc tưởng nó tự động mà em ơi, nãy giờ nó một cái không gian khác nữa nè. Đây giống như một cái gian phòng vậy đó, cũng có đường đi ra luôn. Cái này là mấy cái hồ, còn đi ra đó là ra ngoài cái hồ bự. Bây giờ mình đi qua một không gian khác nữa đi. Đây tối quá. Đó, bây giờ đi qua một cái căn phòng không gian khác nữa. Nhưng mà trời thì tối mờ mờ ảo ảo. Ở trên cái này là hình bầu bầu dục. Wow, đẹp ghê không? Đi vòng vòng đi. Dưới này có đèn. Có từng cặp ngồi ngay góc vậy đó, ông tâm sự hay gì đó biết nữa. Đây là đó, hay. I'm the queen. Wow, ở trong đây cái tiếng nói của mình nó vang vọng, tại vì cái đôm nó tròn. Bên góc này cũng có một cặp, là bên góc trái góc phải đều có cặp hết nha. Anh có nghe cái tiếng của mình nó vang. Đây có người trẻ đây, chỗ này nhiều nè. Yeah.
dưới đáy. Rồi thôi tạm biệt các bạn nha. Tạm ngừng cái video này. Hẹn video sau. Bye bye.